À, đạo tràng hai chúng ta bữa nay những đức thấy cũng được à, 340 người là chúng ta một thờ tu là 1.240 người ba à, 1 mươi người đây là một đạo tràng à, trên không trung đặc biệt <laughs> theo cái đà này chúng ta thấy rất là hay vì hay là từng nhà là một đạo tràng niệm Phật thì ai đã từng nghe những đức chia sẻ Phật pháp quý vị đã nghe những đức nhắc rất nhiều lần là tịnh độ phải cấm từng nhà tịnh độ phải cấm từng nhà và cái thời cuộc sau này con người sẽ ít đi chùa chiền được và càng ngày càng bận biểu nói cái việc mà xe cộ ồn náo và kẹt xe thôi quý vị thấy khi chúng ta đi ra đường rất là mệt Thật sự thì trong thời điểm này Những đứa đi ra bên ngoài ở Thì chắc chắn quý vị sẽ nghĩ rằng Thầy sẽ có đi ra ngoài Tại vì sao cuộc sống phải như ở Trong tâm bảo ngày xưa Khi mình cũng ra ngoài rồi này kia Nên thấy xe cộ Nó chặt chội lắm vậy. Bất cứ ở nơi nào cũng vậy Thì cái thời cuộc sau này Con người sẽ tại gia đình mình Mà có cái thời khóa tu nên nhìn thấy Có khi gia đình 4-5 người cùng tu Rất là hay Rất là đặc biệt Và chúng ta là những người cư sĩ Cùng áp dụng từ khóa tu tại gia đình Có phong pháp tu ổn định Đây là cái mặt tâm linh đặc biệt Để áp dụng trong gia đình của mình Nhớ nghe quý vị Nên những đức thấy rằng là Dù cái khó, cái khổ gì, cái buồn gì Nhưng nếu quý vị chịu niệm Phật là từ từ tự quá giải hay lắm Cực kỳ hay luôn Đây là 100% luôn Bây giờ những đức nói với vị nghe rằng là Nếu như bản thân những đức mà Mà không niệm Phật này chắc sống nổi Tại vì sao Vì một gia đình đông người quá quý vị Khi mình xa một gia đình thiệt là đông người vậy nó nói mình cũng buồn lắm quý vị ơi Nhất là mỗi tuần thứ bảy Cái lớp đạo làm con Mà những đức sắp xếp, xếp tính ra 5-6 năm Hơn 6 năm chứ có những cháu từ khi còn nhỏ như Đức nhìn các cháu lớn lên Mỗi tuần cái cháu đến Các cháu gặp như Đức mừng lắm Nhưng mà bây giờ mình không có Cái chương trình đó nữa Tự nhiên nó nói tới thứ bảy là mình cảm thấy nhớ Cái lớp đạo làm con như lắm chứ không giảng đâu Và mỗi tuần chủ nhật Thì Phật tử đi chùa rất là đông Nhớ chứ với đại chúng trong chùa Từng ban bệ nhớ dữ lắm quý vị Nhưng nếu mà không niệm Phật là chắc chắn quý vị Buồn lắm Rất là buồn vì mà câu vật hiệu này Nó giúp cho mình nhìn thấu quý vị. <laughs> Nhìn thấu được cái cuộc đời này Hợp tan và tan hợp Chúng ta chỉ cần Giữ được câu Phật hiệu thôi Là nhất định chúng ta sẽ gặp lại Rất đặc biệt 100% dù những đức bây giờ là cư sĩ nhưng nếu như chúng ta giữ có vật hiệu này chân thật niệm phật nha quý vị nhất định một ngày nào chúng ta gặp lại rất đặc biệt vì sao vì mỗi người ở bất cứ nơi nào cũng đang lo niệm Phật, lo tu. Rất là hay. Lo niệm Phật, lo tu. Nên dù mình ở nơi nào đi chăng nữa, mình cứ niệm Phật đi. Nhất định mình sẽ gặp lại. Rồi gặp lại trong hoàn cảnh còn đặc biệt hơn. Tại vì sao? Vì chúng ta lo niệm Phật, gặp lại cũng là khuyên nhau niệm Phật. Không gặp thì chúng ta gặp trên room này để mà cùng khuyên nhau niệm Phật thôi. Rồi mỗi công việc, mỗi người tự mình lo làm công việc của mình cho thật là tốt. Tại vì mình là người tiếp nhận Phật Pháp quý vị với công việc thì chọn hết bổn phận Thành bại tùy duyên Làm hết khả năng tâm tư của chính mình Cái đặc biệt nhất của mình là quý vị Cái lương tâm mình làm sao cho nó thoải mái nhất Như công việc những đức trong quan tâm bảo Ngày xưa những đức cũng làm hết khả năng như đức Hết lòng hết dạ Nên từ nơi đó mà bây giờ Bản thân mình mỗi ngày cứ tu với quý Phật tử Ngày ba bốn thờ, 4 thờ rồi Cứ lên tu với Phật quý vị rồi suốt vậy có khi ngồi suy nghĩ cách nào để hướng dẫn cái vị tu cách nào làm sao chứ bị tại gia đình được lợi ích lớn. Và những đức từ bây giờ mãi về sau thì những đức không có dính cái việc mà như trong ngôi nhà tam bảo vị cúng dường đồ này kia. Vì cuộc sống một hai người này nó ổn định lắm quý vị. Cơm ăn áo bận thì chắc chắn là không có thiếu rồi. Ăn tổ ngày nói đạo tràng không quá 20 người. Bây giờ đạo tràng mình chỉ có hai người. quý <laughs> vị nghĩ đi. Thì khỏe quá chị ơi tự nhiên đùng cái hai ngàn người còn hai người vì thấy cuộc đời vô thường chưa <laughs> nếu mà không niệm phật không có tâm cầu sanh cực lạc chắc là cắn lưỡi tự tử chết tại vì sao hai <laughs> ngàn người tự nhiên còn hai người vì nghĩ gì sao <laughs> không có khi những đêm phía 12 giờ 1 giờ giật mình thức giấc cảm thấy mình cũng bị cô đơn ấy. <laughs> Lúc trước đạo tràng đông y, người ta đúng không? Giờ cảm thấy nằm đơn coi quạnh quẹt. <laughs> có hai chú nằm kế bên ông ngáy khò khò ở mình. <laughs> Thật sự mình nói thử, có khi cũng, cũng, buồn không phải đơn giản ấy, quý vị, ừ, nhưng mà mình cố gắng mình mình nhắc với mình. Mình phải cố gắng, mình phải nỗ lực hơn nữa. Nỗ lực hơn nữa để không phụ cái tấm lòng Phật tử bây giờ vẫn là chúng ta cùng tu tập chung nhau cái tấm lòng quý vị là một sự động viên cho những đức rất là lớn sự thành công của những đức về sau đó là sự giúp đỡ quý vị rất lớn dành cho những đức thật sự mà nói cái sự giúp đỡ là bằng tinh thần quý vị thí dụ như chúng ta cùng niệm phật vị nghe những đức khiến quý vị niệm phật là một cái tinh thần để mà cùng tu đây là cái quan trọng lắm cho quý vị biết rằng là có khi vật chất nó chỉ là một phần có khi còn nhẹ hơn là tinh thần được bổ túc khi con người mà tinh thần vui vẻ thoải mái chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc trong cuộc đời này rất là đặc biệt. Nên cái mặt tâm linh về tu tập và cỡ mở tâm tư là một cái việc rất quan trọng đối với mỗi một con người sống trong cái cõi đời này. Thì biết rằng có những con người người ta rất giàu, điều kiện đầy đủ đó. Nhưng mà về một cái gia đình, về cái mặt tâm linh của nội tâm, người ta không có. Người ta vẫn cảm thấy bị cô đơn quý vị. Bây giờ thí dụ như những đứa từ 2.000 người, những đứa sắp xếp lo lắng. Bây giờ đùng cái như đứa còn hai người. Thì thấy chưa? <laughs> Còn hai người là hai người gần bên cạnh mình đó nghe Cổ quý Phật tử thì khắp nơi nơi Bây à, giờ chúng ta đi Chúng ta khắp nơi nơi cũng hướng về nhau để tu tập Giờ ông nói Phật tử Phật gì nói chung chúng ta Anh chị em <laughs> Bạn bè và anh chị em Bạn xen với nhau cùng niệm Phật ha. Đó. Nên từ nơi đó mà Phải nhận thức được cái cõi đời vô thường Chị phải nhớ nghe Có vô thường mới nhìn được cuộc đời này Giả tạm có vô thường mới biết được cuộc đời này nó đổi trắng thay đen chứ không phải chuyện giỡn đâu quý vị. Nhìn cái vô thường rồi chúng ta mới cầu sanh cực lạc. Nếu cõi đời này mà nó không có vô thường là con người mình sẽ lao theo trần cảnh Chúng ta sẽ không dừng lại được đâu quý vị ơi. Quý vị coi phải vô thường không? Ngày nào đó, tóc đen với nay tóc bạc đúng không? Ngày nào răng đầy đủ bữa nay răng rụng đúng không? Ngày nào đó da mặt đẹp thiệt đẹp bữa nay chỗ đầu mòi đúng không? nó ngày nào cái tay này nó, nó nhìn nó 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 rất là đẹp bữa nay tay khô cằn tay cái tay gì đâu mà nhìn cứ ngắt đúng không đó đó là vô thường đó quý vị ơi vô thường đó ngày nào đi thì thẳng thét bữa nay đi dưới khớp thấy chưa ngày nào chân cẳng đi thiệt là đẹp bữa nay chân đi chân dài chân ngắn thấy chưa <laughs> cái vô thường trong cuộc đời này đó là cái nhắc nhở chúng ta nhắc nhở chúng ta nên quay lại quay lại, quay lại quý vị trong đạo Phật dạy rất hay cho mình cơ hội lớn lắm quay đầu là bờ <laughs> có người dù sai cỡ nào chỉ cần chân thật biết quay đầu là thấy bờ bên nên thờ Đức Phật có ông vô não ông giết rất là nhiều người giết nhiều người lắm nhưng mà ông quay đầu ông học Phật ông tu hành dẫn chứng quả có bà liên quan sắc bà là kỹ nữ khi bà học Phật bà cũng thành công nên mỗi một con người trong cuộc đời này Chỉ cần chúng ta nhận thức được cái vô thường Trong cuộc đời này Và chúng ta sống làm sao cho nó đặc biệt Những gì làm tốt được chúng ta cố gắng chúng ta làm đó là cái điều an ủi khi chúng ta đến với cuộc đời này lớn dữ lắm quý vị đỡ tối đa cái việc mà đi vào nhảy vào cái diễn đấu đá hơn thua tránh tránh bớt chuyện đó thì đừng bao giờ dành lẽ vải lại cho bất cứ một người nào tùy duyên và nhân quả còn ai muốn người ta dành mình người ta dành lại được mà mình giúp người ta được thì giúp tùy quý vị còn cái việc mà người ta mà tu mà người ta đã tin nhân quả rồi khỏi cần dành lẽ phải cho người ta bất cứ một cái lời nói nào nó cũng theo thời gian và nó bị lạc đi hết rồi quý vị cái thật sự cái thiện cái ác gì trong cuộc đời này thì một ngày nào từ từ nó cũng tự nhiên tan biến hết quý vị thấy nguyễn đức cũng đã từng được tăng bốc và và bao nhiêu con người kính ngưỡng kính khủng không thì đến lúc mà bị chửi Thì cũng quá trời nhiều người chửi Thấy không Thì ngày tháng đi qua từ từ thiện ác gì Nó cũng lạ hết à, Không lẽ bây giờ mỗi ngày khen hoài Rồi họ không lẽ mỗi ngày Bây giờ mỗi ngày chửi hoài Đúng không quý vị Nên quý vị là người học Phật Giảm tối đa cái nghe cái thấy cái biết Là tuyệt vời luôn Giữ được cái tâm quý vị nhớ Phật niệm Phật Mỗi ngày tu tập là sẽ an lạc đấy. 100% luôn Đó Nên mình bây giờ nắm chắc câu Phật hiệu đi vì thấy không? Bây giờ miền ngoài người ta bảo tố người ta khổ quá trời Chúng ta tại sao mình không tu tập mình? Bây giờ mình 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 không có tiền phụ trợ chăng nữa nữa. Nhưng mà một cái tâm thiện mình cầu nguyện đó nó cũng là điều tốt quý vị. Mình chỉ cần có sự tu tập mình cầu nguyện đó, nên bây giờ đưa, đưa, đưa lên cái lịch là, mỗi tuần thứ bảy mỗi tối 12 giờ khuya đi ô tu. Ai thức nổi thì vô tu, còn ai không thức nổi <laughs> thì nằm ngủ đi Phật. Tự nhiên chứ sao giờ? Thấy không? nó bây giờ ví dụ như mình 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 vô tu mà một, một tiếng đồng hồ mà mình, mình ngủ hết bốn phút cũng còn được hai <laughs> chục nó đỡ hơn nó không còn nó không có chục nào thấy không nó nên từ nơi đó mà 12 giờ khuya vô tu Đấy không cái giờ khuya mà nó thanh vắng mọi người đang chìm trong giấc ngủ im điềm chúng ta lại thức dậy mà niệm phật a di đà chàng ô cái tần số này nghe nó phóng giống như là nó, nó... <laughs> giống như cái tần số này nó bắt với cái, cái tần số phải di Đạo quý vị ôi lúc đó quý vị thấy đặc biệt quý vị ơi tiếng niệm phật nó vang 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 nó, nó đi vào lòng mình như thế nào quý vị ơi quý vị, quý, vị, quý vị mà công phu niệm phật quý vị để ý nghe có những lúc quý vị niệm phật nghe tự nhiên quý vị tham trầm niệm có Phật hiệu nó nhẹ nhàng niệm mà giống như con mắt mình nó hiếp 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 hiếp, hiếp. giống như nó, nó, nó sao quý vị nó đặc biệt lắm à, kìa. quý vị có cảm giác này quý vị sẽ biết à. Lúc quý vị niệm Phật có những lúc quý vị niệm mà nó thô nha. Nhưng có những lúc quý vị niệm Phật giống như là nó đang đi, thêm thiếp thêm thiếp vậy. Nó đi vào câu Phật hiện Hay lắm chứ không phải chuyện đơn giản đâu quý vị. Nên những đức nói quý vị là từ 2000 người mà như đức còn hai người. Hai ông gặp hai ông đi theo ngái nữa chứ. Chàng ngủ bằng đêm ngủ ngái kinh khủng. Đó. Mà ông ngủ ngái mà ông lăn. Bữa đó mình đang nằm 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 ngủ tại con cái phòng chặt chặt cái vị đang nằm nằm, nằm, nằm nằm ngủ chàng ông lăn ông ngáy xong ông lấy chân ông móc vô cần cổ mình xem chút xiết không chút quen không đúng là nói cuộc đời lên voi xuống chuột thấy chưa vậy con phòng nhỏ xíu xíu nằm ngủ chúng nha ngủ ngủ xong nửa đêm cái ông đưa cái miệng qua ngáy mặt ông làm nè làm gì đó sau cái mình quay qua chỗ khác một chút cái quay cái chân lại móc vô cần cổ mình kéo Chà, mấy ông này ngủ ngủ dưới chà. Người thấy chưa Nên vậy đó, nên mình phải thích nghi trong cuộc sống Thật sự, trong cuộc đời mình phải thích nghi Trong cái cuộc sống này Trong hoàn cảnh nào mình có phải niệm Phật Đó là những đức chia sẻ những điều đơn giản nhất Quý vị, gặp được pháp môn niệm Phật Biết niệm Phật, biết tu, dù mình có sai cái gì Mình cố gắng mình niệm Phật, mình tu Từ từ cái việc gì nó cũng qua Tại vì mình tính nhắn quả quý vị cái nhân cái quả trong cuộc đời này nó đều đến với mình là từ mình gieo nhân rồi mình gặp quả thôi nên bất cứ người nào lỗi làm gì bản thân mình hãy nhìn lại mình á chứ đừng có bao giờ mà mình mình đi mình đi thất vọng ai chứ tại vì bản thân mình cũng chưa tròn vẹn mà hiểu không quý vị người ta làm sai người ta còn quay đầu người ta tu có khi mình làm sai mình bỏ tu luôn chứ nó nên những đức nói dù mình có như thế nào mình cũng phải tu mình càng sai thì mình phải càng tu chứ mình càng sai mà mình mà không tu thì mình tiêu luôn chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu nghe quý vị nên mình càng sai mình phải càng tu nó mình càng sai mình mình đã tạo nghiệp mình sai rồi thì mình nghĩ bây giờ mình phải về cực lạc chứ mình không gì cực lạc là mình đi xuống với cực khổ <laughs> mình không gì cực lạc mình xuống với cực khổ nó nên mình ở trong cõi đời này nè ác khổ tạo nghiệp nè mình mà không niệm phật sanh cực lạc là mình đi xuống á khổ lắm á nghe nên tôi xong Như đức chia sẻ một chút gì đó buổi tối này tu xong này hỏi lại mình coi ngày nay mình còn buồn ai không mình còn đang buồn dạng ai để trong tâm không cái ai buồn dặn ai để trong tâm đưa tay cái, cây oh. Thật lòng đi à. à, đó Thấy chưa Nó có đó có đấy chưa Thôi buồn xuống đi nghe Buồn xuống là tối hôm nay ngủ ngon lành luôn Đừng có buồn dặn ai để trong tâm nó, Bà Kim xa xa đó <laughs> nó phải vui vẻ mỗi ngày phải sốc nó, 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 mà con người nó vui vẻ nó cũng lâu già nó bị ơi con người mà buồn quá nó mau già cái mặt như trái cà chứ không phải chuyện dân dữ đâu nên từ đó mình <laughs> Quý vị biết rằng á Một ngày nào đi Rồi chúng ta sẽ gặp nhau Yên tâm đi Lúc nào mà gặp nhau như tôi thông báo quý vị Chúng ta gặp nhau chỗ nào đó Chỗ nào đó <laughs> Rộng lớn rồi gặp nhau Lâu lâu Vài tháng gặp nhau lập, Lúc đó khi nó còn trân quý hơn nữa quý vị Lúc trước gặp hoài chết bây giờ dài ba tháng nửa năm gặp nhau là cho ăn uống mừng không đơn giản đâu ừ, lúc đó quý vị trong lòng nó không biết thầy lúc đó ông, ông bận đồ gì với ta lúc đó quý vị sẽ biết <cười> <cười> lúc đó tự nhiên bước ra thấy trời ơi thấy thầy đức này xong không... bây giờ, cư sĩ những đức này xong tha son gì đánh kem tùm lúc tùm la một bài kỳ cục Đúng không? nên từ đó đó kể, nói gì quý vị cũng thấy vui thôi kệ những đức vui quý vị cũng cảm thấy vui chứ giờ những đức mà buồn quý vị cũng thấy buồn lắm đúng không quý vị nên cái tầng số phóng ra mà nên mong quý vị mọi người cố gắng niệm phật đó là điều quý những đức nhất thì trong lòng những đức lúc nào cũng thích niệm phật khuyên người niệm phật chúng ta cố gắng niệm phật để đời này chúng ta về thế giới cực lạc gặp nhau nha chúc quý vị an lạc ai với đạo phật ai với đạo phật ai với đạo phật chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc vị ơi ai gì đà phật ai gì đà phật ai gì đà phật